Thế là gắn đi, thế là 2 phần kia. 2 phần kia, rồi. 3 phần 1. Rồi, xin cảm ơn, bắt đầu nhá. 1, 2, 3, bắt đầu. Hôm mà nay em cầu lời áp em bố mẹ mất lý nhớ nhà cho xin bố mẹ lòng ở nhà cho hát dùng là quán chưa ra dậy bố mẹ nó nói thế nào à khuya tầm hà dư chưa vòng cháo răng chưa giỏi ơi chắc răng bố mẹ cho phép răng đùi mẹ nhớ hát ná dùng là lo của nga này đôi điều ơi để cảm ơn
bồ mẹ xin là phép âm chán bán chê cho đùi ở hát na dùng bà na bê hát tân na quyền na công đi hôn thế em xin na cân âm rạc ở đây ở đường hồ xin na bè cắn bột lòng ở lan cùng bàn tổ hoa trước vậy mà ngày này đã giỏi xin nà bé bơ cán bộ mà chính ở quyền thành niên lượng xong mà liền đón công an hải hơn xin nà phép mơ cái bồn góc nhà cho con hát dùng là ta công nga này đâu buồn nhiều xin bé các bạn đều ngồi buồn say xa đường cho đàn un trời có một ngày đi đuổi mình xin bẹp quang quang từ mì nhớ thì hà dùng xò mà lang là quyền ăn chẳng muốn ơi đi đổi hà xin đẹp nôm na quả là đại khai gọi là có xin đã giỏi thế thiếu đông ai mà đôi đôi ồn ào ơi hát nã dông cùng ở đôi hát quỳ cùng hoạt động để ngồi cho ồn hỏi câu đi dù cho có mặt nữa nên thì bố em có mày ngay na ở thôi cứ hỏi mà có lời câu nọ ê nhã mặt nịnh thôi há bố cho đã buồn nhà ơi và bố hoạt lặng của nhà hình điều xin nhận từng lá bông chỉ bốn nọ cô cái à ni ơi khó mà cứ nôn hòa nọ đã ngư cửa đô ngái nghĩa ưa đi này nhuôn ơi bà hoa đang ở khởi nhớ cha hoa đi mình trang bố em cũng lại hơi hoa đưa ôn nhường thiền nhường lời nếu mà thì ca ôn cả đời ôn theo lại hơi hoa nó vẫn nhật anh nhật đôi hoa nó anh đã thích nhỉ ngồi hả con nàn đi đôi vậy ôi nhưng hoa đi hoa sầu hoa tan bên kia hoa liu mà vạt ngàn đang yêu thương lại hơi chẳng đang do ngã đi mà ôn ơi hoa nọ ýa quỳ hòa nó ýa yêu đã bày ôn ơi thì ýa lo hoa liu nữa ngâm mà cũng như hoa huế mà
nở ngắm hát lang tìm mà lại ngơi ngò hoa chắc ngỡ hoa đông ý mười tiếp mà lời nhỏ sẽ nhân hòa ngôi hát bên na vàng luôn đi nhà ơi mà thương lệ ổn liều đơn đi không về chiều bên in trong hải bấy chữ ổn đã hỏi ở cha hỏi mà uốn nang răng chẳng là già anh ơi gặp mà ôn cho anh nhà hoài thăm mơ liền hôm nay tí hồi có bạn hiền ngồi bám chẳng rộng cảm mà ơn na cái tầm lòng có hồn cô nàng đi theo này nhưng mà bán gái đó chàng bán chài chưa có mà sẵn sàng đã lo gì hay anh ai anh họ hỏi bạn trai thâm nhật nàng bay hỏi ồn bằng bầy ồn ơi thế là ma ồn hiểu nhầm chàng hòa ra anh hỏi có chàng nó yêu chưa vậy anh ơi đỡ ồn xin bố cho chàng tuổi đã chưa yêu mà yêu tha chưa mang ngày hỏi chỉ là thêm yêu vậy anh nhà ơi anh nhà mơ lê an mà vô ca tổ cử mơ chỉ là ngoan quyệt nhà rất quang đi dầu nơi lộ cả đi ra bố mẹ bảo hội ở hạt có trang trương em chẳng vậy thôi hòa ra un đã gặp mơ trang ở bàn em hơi mà em trang ở con còn như chẳng ở la ê nhà qua con ở mỗi mê nhà tình nhà cam ha bản tình bắt na bay đi nè ôn na ơi anh ơi mà nói thật chẳng chàng na chờ mà nói rồi ôn nữ nam họ yêu cô này ngày do un đình thăm hơ nhà thầy trôi hơ khao mà un nắng ơi ò là yên la un na thì quá ca nhầm hơ nàng nhà yên chúa có cày nắng bắt nó vài đi để un na un na nó nhầm mơ chàng ơi đôi còn ở mặt lìa cơ tinh hàm răng chẳng ở bạc như em chàng ngồi bên đây vậy ơi có mà kêu vì mà hôn lôi phải à chị ơi có lẽ ăn tại ở ngoài hát tự họ yêu đi dầu bởi vì con mà ta lia cả
mà liếc rồi cho đình mới mặt cày lúa liếc vàng đã giòn vì ôn đã có tâm lòng rung rung đang nhớ để nghe nhớ cha ngồi khẩn ra vậy nà ơi biết gần giọng nó mà ra hai mặt người nó nhấp ra đi giọng bờ mi mà đôi gối gần nó chàng hai tay mặt ông hơi nắng uốn nhiều ra vậy ê nhà qua mắng nặng ở trong thì hôm nay mới ăn kế bôi ủn mi nhà ở bên ra ủn dạ bơ ngày bố để mẹ xin hôm nay mới ăn ngồi gần tình đâu tiền đã vậy nhà mò ma chúng ai cỡ nô mơ chi ê nhớ an là chỗ hôn già lòng vậy nhà hồi nói thật cho nàng ở đi quê lá cho lũ nàng chém bao ra hãy ê nhớ mơ lầm mà mơ nông mơ chị chị hao là chôn áo na ra ra này hôn để nhớ ơi đông nghỉ băng lòng ơi nhớ xin tặng áo đỡ mà khỏi quên này gặp mà ôn chưa hoài câu lời cha ôn đã có bản đời ta nhà đôi giờ ôn bảo rằng mà ôn sầu nơ tha mặt ngay cho rằm chúng qua chúng cần ra rồi còn nó xuân cái đòn người ở đường để xuân đi thơm quê lửa ngủ nhà mình ê nhau ơi thương hồn con hay ở đâu nó đi cây đi ô cây đông lửa ra giờ ê nhà tàng giấc mơ bản tin nhau như là sợi ở hạnh nhà cùng già đi nhà nhà em đã bày buồn ơi mà tơ ra ngáo lửa bay à khi năm nay bao nhiêu tuổi à mù mà anh ơi bố em à bố ngày à anh ơi tuổi à ca em nhớ có lúa rồi nhưng mà chưa có bản đời nương thân cô làm muộn để em lại nói rồi ổn nàng ở tập này mà chưa bạc mà chưa rầm đã vậy em nhớ đang em nhớ thật em nhớ ta hôm nay tí hạn chỉ lê ăn 30 cầm điều dài ơi rồi à thì ra xin nhận quang ở quang ở để ngàn chi hỏi ở xóm hỏi ở làng đều em yêu hoa cầu nơ nàng
xin xa đây em ơi. Ôn ơi mình đã dùng và quá hăng quang từ mình tía dùng người nhà trang từ là quyền ăn chẳng ổn ơi. Ôn trang có hát quang ở quang ôn chỉ nhắm lệ mày trang là đôi giỏi thì nhất chỉ chẳng là tụ em mặt nơ khá dần nữa ngã thì trời giờ ôn thì ơi mà nhất chỉ là chàng ở chiến xa cậu nửa hỏi ở chàng hỏi em đã giờ đôi mình mới gặp lẫn đau cùng nhau thì dồn ra đi là quyền nào giờ uống nghe nhà hơi mà hỏi tỏ trời tương điều chi hà muốn hỏi hỏi kha đi hờ ra giờ em chỉ lo un lại quê ở nhà un nỉ thấy hờ cò mà vợ ba thương em mày nhai đưa un hỏi bố mẹ nhà chàng ở xin nhờ ra ngàn hờ mời với má ơi mời ô trai mấy gái ra ở chàng ở mấy nàng mấy chàng ở anh ở gì mà mấy nàng cô giàu ở anh hay còn như cháu nội ngoài thế nào bao nhiêu cháu nhỏ còn ngồi hát lương còn bao cháu ở nhỏ nó con năm nội anh bổn nó cô ôn ra hỏi thuật hỏi to hay đang ở quanh nhà cổ tôi mãi nhá mó theo cầu đi là ôn ơi ôn yêu mà anh thật rõ tương đã hỏi rõ tương từng câu ra nền yên nó nên cảm ơn ôn hỏi mà thăm liên hiện này phụ mình bật đã rồi gần muôn năm này đi ôn nhà ơi bố mẹ em nhớ xin ăn mà xa mà ngoài đầm mà nằm phá nữ em ngoài thưa đầm đi nhún ơi người nó đã có gia đình còn em nhớ ở lại cùng gia đình bên cá yêu đã ủn ngã ơi thế nhà này chưa bố mà chưa ba con là đàng thì hát dùng là ta kia ta duyên đi ủn ngã ơi cảm ơn cái tấm lòng ở trang ồn hỏi mà anh bồ đang hoang cho em đại anh hỏi nhà hơn
vì chẳng hơ mạt mà ổn con hỏi thầm mày nhai chẳng ngã lo thiếu đi mà ổn má ơi tiếng lôi à chào à hoài là lôi đâu tiền à thôi mày ổn má ơi bởi à vì à đôi hà đi đền mận ở kha nòn đã quá muộn em mà thôi em đại ngày à nó mà un đền ở thẳm ở nhà cứ một đời mà nhắn hương cô hãy đồ ôn to lại lo thương thường hình thắm hơ lại mà người khá đã lộ hãy chẳng lo điều đi ôn ơi ôn thương chắc có cái ngày tắc ma hương đã mày ôn nếu đến mà ngày lễ ngày nói yêu hồ ca ôn đều hoa quê là đi ăn trời có ngày thôi thương lễ ôn có ngỡ cha lo trớt lơ mà lòng nhâm hoài ngày ngày nhưng ơn nạt lời con em ồn giá đi ở hiền này mạnh nhớ khuê với má cho em đã giờ em ơi bỏ nó vinh dự cô nô nhiều ôn hơ an chứ là chôn ở trăm năm cũng giỏi hơi cho đến ma béo buổi chàng ở ăn đủ ngọn đủ đầu nơ nang nơi nì ra giỏi hơi chẳng phải giống đi ôn lệnh quá lưỡi biếng cày ngay nó to lên chắc đang hoan cảnh gia đi quan tâm lo lắng cho em mình đủ ăn đã giờ em ơi ngày nó chưa ủn mùa chưa vẫn được họ mèo mà tình cân như yên ngày hay ôn à ơi thương lệ nhà con tự em an bề ăn bố muốn nhà chẳng đồng mơ nà mơ đi cơ ôn hơ hạt ăn trắng hay sương tha giờ em nhà đang ở quá trường quá lời yêu nơi đã có cái ở chốn nó kèn chân yêu đã rằng chưa cho chi à mà chim chôn mếu theo đôi nền yên à nền ê nhà mới chẳng an trôi ơi hôm nay mới cầm bàn đôi đâu tiền đi giờ về ê nhà ơi mà nhìn mặt ổn con à ơi thầy bạn đi vừa lóng nay chẳng
ra giờ em ơi. Ê nhà hò đã ngò đã nhìn ồn dạ đã có nhiều bạn đã tin kê bên đây rồi ồn ơi. Chỗ mà vôi trồn chỗ nàng tỏ lệ mà chúa coi hình trang nó biết phải ra vậy em ơi. Chú nà răng răng đi ai tin răng ngồi khinh nhìn liếc lại ủn hàng ta lộ đôi đi ủn ơi ủn à đi bữa hạt bữa cười đôi mặt liếc xa bằng hoa nhìn bao phải chẳng ủn ơi bởi họ vì má con mặt liếc tình liệt gần đi mà liệt lại anh ơi ổn à đi mà vừa hát vừa cười tròn riêng em để ngỡ ra để người cô chuyện có phải chẳng chăng có duyên vừa hát vừa cười có duyên liệt mắt cả người nơi xa đi dẫu nơi thế ông tiếng nói lời ra mấy người sẽ trở lại mà cậu đi khỏi hôm đã già anh ơi thế thì nhất chỉ mà uốn ơi đôi mình tí hãy hỏi thăm đi giờ chữ ôn đã gần trang ơi anh con mà muốn hỏi hay rõ nắng đi trời ra giờ em thế thì cho hỏi một nhà câu đôi mình tiếc mơ tung mà thôi đi lên nhau thường ngầu mà anh hỏi bằng ngỡ lo đường mà xin hạ bồ cho lo anh mơ ra hãy gặp mà ôn anh hỏi mà thăm mơ liền hiện nay bố mẹ khỏe hiến như hà chẳng điều cảm mà ơn anh đã hỏi ở nam đường xin hạ bồ rõ ra cho em đại em bữa ngày ôn lớn lên ở ba chẳng mặt chiếc bồ mà đỡ la trên chị em những ơn hạt lời mà con đều ở nhà hiền con mạnh nhớ khuê nhớ la đôi hà ra hãy em hơn bỏ mà chung lắm mà uống à uống gà hơn à tựa con mê ca ta em đi ôn ơn nạt lời mà đức đạo nhà có mê đã ở trang là hòn đã hãy phục ngã em con có mê mộ ngã ướt lên nhà
ước chi nhà na kiệt đến bữa ta với nhau đầu nếu mà bút hợp cho nàng cho em bận hồn thì xin đổi đại được anh mất hồn chúng ở kha còn một nhà đó tơ mê mà mềm mà đều chẳng có ngày ơi cho em nhà huyết là dùng mà cuối nhà tầm ngoài mê mộng tình nhà quê chẳng ăn chẳng buồn hơn là em hỏi để mê nhà nằm mà này mà suối hơ đã về hơ kha rồi em đại nằm ở nay sáng chu cả chuối hớt lon ở nhà nước đã tặng bảy ma xiên ăn đôi ngày hơi thế thì vui lắm mà uốn ơi có duyên chắc sẽ có may như là thầm là uốn ơi hôm nay má về đến mà nôn ở nàng đường em thăm mẹ nhà nàng mỗi cha mẹ ăn ra gọi tia tôm áo na tròn đau na nàng đôi mình thì về rồi nhà nói thân đã giờ uốn hay quê em ở chốn nơi đi em nhà ơi đi dọn nhà trang đi ra giờ em thế thì ấy ăn mà uốn ơi đôi mình quê lơ dọn nhà trang hôm nay lừa cả khi mà đi dọn nhà trang đưa uốn xin hỏi nhà trang con xa chẳng rời cách nhà đi chẳng xa lắm mà uốn à ôi cách nhà là con là phù tiếng nhà của em nhà đã bị ồn ào.